thời tiết á cũng giống như lòng người vậy, cũng sớm nắng chiều mưa, khó mà lường trước được. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp được bình minh thật sự. Nhưng mà ở thành phố này khó tìm được một chỗ nào đó thông thoáng để gắm bình minh lắm. Không cần đợi đâu anh. Mình chỉ cần nhắm mắt lại. Đó, cảm giác mà ánh nắng xuyên qua, chỉ cần như vậy thôi là cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp và thư thái. Chắc bây giờ ở chỗ tạm giam anh đang cô đơn và suy sụp lắm. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con quyết định dừng lại vào Đại Á. Con trở về Long Nghĩa sao? Đây là lúc mà con phải trả ơn cứu mạng của anh Nghĩa mà. Con yêu cậu Nghĩa đúng không? Con đã nói là con chỉ trả ơn ảnh thôi mà. Cậu Nghĩa là một người tốt. Con yêu cậu Nghĩa gì cũng chẳng phản đối đâu. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nếu mà cậu Nghĩa không được minh oan thì phải ở tù mấy chục năm đó con. Con tin là anh Nghĩa nhất định sẽ được minh oan và được thả ra. Ảnh là người tốt. Người tốt thì chắc chắn sẽ được phước lành. Dù anh có ra sao, con cũng sẽ không bỏ anh đâu. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.